Thưa quý vị, bạch hầu là một trong số các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn truyền nhiễm. Bệnh có khả năng lây lan nhanh và khả năng gây tử vong cao. Thế nhưng, một số người lại thường nhầm lẫn bệnh bạch hầu với bệnh viêm họng cấp, bởi vậy mới dẫn đến phát hiện muộn, gây ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy làm sao để phân biệt được triệu chứng của bạch hầu này? Hãy cùng theo dõi. Bệnh bạch hầu, sốt nhẹ, đau đầu, viêm họng. Bệnh diễn tiến nhanh khiến bệnh nhân khó thở, đau họng, dẫn tới chán ăn, sổ mũi, hơi thở hôi. Vùng niêm mạc họng, thanh quản, mũi xuất hiện màng giả có màu trắng ngà, lớp màng màu trắng dai và dính, khi bóc màng gây ra chảy máu và chuyển sang màu xám hoặc đen. Viêm họng cấp do virus gây ra như virus cúm, sởi hoặc vi khuẩn như phế cầu, liên cầu. Sốt đột ngột từ 39 đến 40 độ. Môi khô, rát họng, khản tiếng, nuốt đau, chảy nước mũi sụt sịt hay tắc mũi. Viêm tấy hạch vùng cổ, hạch góc hàm sưng và đau.